Rồi xin chào các bạn, hôm nay chúng ta quay trở lại Tina ngửa những đôi giày. À bây giờ Tina hãy đem những đôi giày lên cho các bạn coi nè. Wow. Đôi giày đó màu gì vậy? Màu vàng. Ủa mấy đôi giày kia màu gì? Con phải cho các bạn biết đôi giày màu gì nha. Màu tím, màu tím, màu hồng. Chụp được không? Học to đùng chà bá đây các bạn. Học to đùng chà bá đây các bạn. Ủa mở cái đôi giày đó trước đó chưa? Con đi giày mà. Rồi cô chị mẹ. Con cái đôi giày trước đi hả? Bây giờ mình sẽ làm cho bà. Cô luôn cái hộp này luôn hả? Cái Barbie. Mình sẽ để ở đây nữa mình khui. Mình cho các bạn coi từng đôi giày trước. Con lấy từng đôi giày ra cho các bạn coi đi. Màu gì con mới nói chứ các bạn không biết màu gì đâu nha. Màu vàng đó. Màu chanh lục chuối. Màu cam. Màu cam. Màu hồng. Màu đỏ. Nhiều giày quá là các bạn không có nhớ đâu hết. Màu gì nữa? Màu hồng. Màu xanh da trời. Màu tím. Màu hồng. Quá trời luôn hả? Màu xanh. Màu đỏ. Đâu bút hả? Màu tím. Con mới cho các bạn coi, chỉ cho các bạn coi từng đôi. Đâu đó là để làm gì, đâu guốc hay là đâu bút nha. Đâu guốc. Màu đỏ. Quá trời nó dài đúng không hả? Màu đỏ. Màu hồng. Màu cam. Màu tím. Màu xanh da. Quá trời luôn. Đồ bút. Trời bây giờ mình sẽ chấm nghe hiểu ơi. Chiều đi làm. Chiều 5 giờ mấy đi làm rồi, không đưa lớp nữa. Bây giờ mình sẽ mấy thầy bạn hả? Mấy thầy bạn hay nó nghỉ mưa. Hào đại quân hành nó dễ lắm. Cuối cùng